Hello, xin chào mọi người nha, lại là mình đây. Hôm nay mình giới thiệu một cái mẫu này, nó không mới nhưng mà clip ngày hôm nay mình sẽ test sấy cái lồng này với cái em người mẫu của mình là em Sám đó, xem thử thời gian sấy như thế nào nha. Cái này là của bên spa Mập Ú Bed Home, một spa khá là nổi tiếng ở Đà Nẵng này. Đó. Thì combo cái lồng này như mình cũng đã nói lần trước rồi, ở các cái clip trước rồi. Bề ngang này là 80-85 này, bề sâu về sau là 50, cao 50, diện tích sử dụng thì khoảng là từ đây qua đây là 60, cao 50 và sâu về sau là 50, có 8 cái quạt rất là mạnh. Mạnh như thế nào thì tí mình xem clip nha. Đây, ở đây có ion và UV. Cái ion này á là các bạn có thể thấy nó ở trong các cái máy lọc không khí ấy, thì quá trình mình sấy mèo mình bật lên nó rất là tốt cho sức khỏe. Còn cái UV này thì khi nào không có mèo ở trong thì mình sẽ bật lên để cho nó khử khuẩn. Lưu ý là khi không có mèo và khi các bạn không nhìn vào nha, thậm chí là như chúng ta đang ngồi đây mình nhìn vào trong này mình cũng không nhìn. Quá trình mình làm lúc đầu mình không biết đó, mình cứ ngồi chỗ mình đây nè, mình nhìn vào trong cái này thời gian nó cũng nhức mắt nha. Đó, nấm chỉnh mạnh nhẹ cho 8 cái quạt này, đồng hồ này, cách chỉnh đồng hồ này thì chi tiết trên clip mình có nói rồi. Còn bạn nào chưa biết thì khi nhận hàng mình sẽ gửi một cái clip riêng, một cái công tắc rất là to này, automat chống giật này, khi ở trong này chập gì đó thì cái automat nó sẽ nhảy. Đó, bây giờ chúng ta bật lên này, nhiệt độ, rồi chúng ta vặn quạt lên, các bạn xem quạt nó mạnh như nào nha. Đây. Gió xoáy thôi, các bạn có thể thấy đây là gió xoáy này, gió thoát ra từ chỗ này rất là mát luôn nè. Đó, chỉnh mạnh hết cỡ này mà hoạt động tốt. Lồng hoạt động tốt thì sẽ hướng là từ 12 giờ này đến ngang chữ on nha. Rồi chúng ta cho cái bao này rớt xuống nha. Đó, tiếp tục này. Bây giờ mình sẽ cho diễn viên chính của ngày hôm nay, đó là em Sám, vào để xem cái công dụng của lồng này nha. Kia là một cái tấm để cho các chú mèo đứng lên, chúng ta bỏ vào trong này cho cái mèo đứng lên trên đó. Nhưng mà như mình chọn combo này là không có tấm này, để cho nó xem thử thế nào. Tất cả là bằng nhựa hết nha, là kháng nước tuyệt đối. Cái lồng này thì có thể sấy được rất là nhiều bé mèo, đếm không hết được. Dành cho các spa hoặc là cho các bạn nuôi mà nhiều mèo đó. Rồi mình sẽ đi cho nhân vật chính vào. Đây, các bạn thấy là em Sám vẫn còn đang ướt này, phần chân và phần đuôi này. Rồi, mình cho vào nha. Lồng lên, bật ion lên cho tốt.
Như các bạn đã thấy thì nếu một mình em xám thì khoảng không gian còn rất là rộng này, lông bay phấp phới luôn này. Đó, cái này có thể bỏ vừa như mình thấy đây thì có thể là 5 bé như em xám này. Em xám nhà mình là 7 đến 8 kg nha. Nếu em nào mà cũng ngoan được như người mẫu đây á, là vào xong rồi ngồi dậy này, xong rồi có thể là nhìn xung quanh hoặc là đổi liếm lông này thì nó sẽ nhanh khô hơn. Còn em nào vào mà nằm rạp xuống dưới á, thì nó sẽ lâu hơn nha. Thì đối với các bé mèo này thì các bạn để ý khoảng từ 15 đến 20 phút mình nhắc nó lên, nhắc cho em nó đứng lên. Chứ nhiều bé là phê quá là vào đây ngủ luôn. Zalo đặt hàng của mình là 0327072422 nha. Chúng ta tưởng tượng giống như là nếu ta cầm máy sấy chỉ sấy vào một chỗ thôi thì nó sẽ lâu khô hơn là có 8 cái máy sấy và cùng hướng vào em xám. Và cái đặc biệt là chúng ta sẽ không phải sấy tay, rất là khỏe. Như hồi nãy mình đi làm về thì thấy em xám cũng bẩn nên mình cho vào là tắm chung với mình luôn, sau đó là mình ra cho em nó vào đây và mình đi ăn cơm hoặc là làm cái gì đó. Lâu lâu 15-20 phút thì mình sẽ quay lại kiểm tra. Bên mình có loại lồng là có tia UV này, có ion này, hoặc là có đèn tắm nắng thay thế được 80% ánh nắng mặt trời, hoặc là có hẹn giờ. Đó, rất là nhiều loại để các bạn có thể lựa chọn nha. Như các bạn đã thấy đây thì em xám đang rất là thoải mái. Đó, lồng bay nè. Như này thì sao mà không khô được, đúng không? Nhiệt độ đang là 39,1 độ C. Rồi, có thêm ion rất là tốt cho sức khỏe. Có thể bật hoặc là tắt nha. Bập Ú Big Home ở Đà Nẵng nha. Chỗ này shop này làm việc rất là nhiệt tình. Chủ shop rất là thân thiện đã đặt bên mình. Đó, chưa gì thấy lông là tóc lên rồi nè. Để gần đây cho các bạn có thể nhìn rõ em xám hơn nha. Zalo của mình là 0327072422 nha. Thấy đây là mình định đặt cái khăn lên đây nè, nhưng mà không thể đặt được nè, thấy không? Nó rất mạnh. Còn ở đây bậy phấp phới luôn đó các bạn. Em xám nhà mình rất là ngoan nha. Đây là người mẫu chuyên nghiệp bên mình. Có loại lồng nào về là em nó sẽ giúp mình test lồng đó.
Sám ơi, các bạn có thể thấy gió ở đây nè, dễ sợ không các bạn? Đây, để mình lấy nát lại các bạn nhìn nha. Bên mình đã nghiên cứu kỹ khí động học cho hơi nước này và oxy là lưu thông đều, nhưng mà nhiệt thì lại không bị mất ra ngoài nha. Các bạn thấy trong lồng là nhiệt độ lên rất là cao và giảm rất là chậm, như vậy là chúng ta sẽ rất là lợi điện, tại vì là khi đủ nhiệt thì cái đồng hồ nhiệt này nó sẽ làm cho cái đèn nhiệt nó tắt đi, chỉ còn mẫu quạt chạy thôi, nên rất là lợi điện. Đây, khi thấy gần khô rồi có thể hạ quạt xuống một tí nha. Rồi, nhiệt độ trong lòng đang là 39 độ, rất là ấm áp. Ngồi dậy con Sám. Buồn ngủ rồi. Các bạn xem gió ở bên đây này. Rất là mạnh đúng không ạ? Như này thì sao mà không khô đúng không? Chỉ có clip 15 phút. Lúc nãy là mình quay trước khoảng 6 phút. Thì như vậy là sấy mới có 10 phút rồi mà đã khô như thế này rồi.
các bạn thấy gần khô có thể hạ quòn xuống một tí được nha. Rất là linh hoạt. Hoặc là mạnh hết cỡ.